Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì trong video lần trước thì mình đã có nhận được một cái bình luận của một bạn là: "Bạn ơi, máy mình là máy Sony, bạn chỉ dùng mình cách để xóa quảng cáo đi. Mình muốn khùng với nó, cảm ơn bạn." Thì hôm nay ở đây thì mình cũng đã mượn được một chiếc máy Sony. Nó là chiếc Xperia XZ1. Máy này thì được Sony sản xuất năm 2017. Tính đến nay nó cũng là khoảng 7 năm tuổi rồi. Đó, nhưng mà với cấu hình chip Snapdragon 835 thì nó chạy với cái tác vụ thông thường thì nó khá là mượt. Mỗi tội là pin của nó thì hơi yếu. Nếu mà sử dụng thông thường dùng cho máy chính thì không ổn lắm, có thể phải sạc đến 2 3 lần trong một ngày. Nhưng mà để cho máy phụ hoặc là để cho trẻ em dùng cho mục đích là học tập hoặc là giải trí thì cũng có thể ok. Để chặn quảng cáo trên con Sony này thì chúng ta cũng làm tương tự như là cái video lần trước mình giới thiệu. Thì ở đây các bước nó sẽ như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm đến phần cài đặt của máy. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ vào cái mục mạng và internet này. Ở phần nâng cao này thì chúng ta sẽ ấn vào cái mũi tên nâng cao này. Đó. Và nó sẽ có một cái mục là DNS riêng, DNS riêng này. Ở mặc định thì nó sẽ là tắt và chúng ta sẽ ấn vào đây để bật nó lên. Rồi. Tiếp theo này chúng ta sẽ phải điền cái tên máy chủ nhà cung cấp DNS riêng. Đây. Thì ở đây là mình đã điền sẵn rồi. Các bạn có thể là tạm ngừng cái video này lại và sẽ chép cái đoạn này ra giấy, rồi sau đó chúng ta sẽ chép và nhập lại. Thì cái này ngoài áp dụng cho máy Sony ra thì tất cả những máy khác thì các bạn cũng đều vào cái mục DNS riêng này và làm tương tự. Chúng ta sẽ nhập cái là dns.adguard.com thì chúng ta đều chặn được quảng cáo. Sau đó chúng ta sẽ ấn lưu lại. Nếu mà một số máy của các bạn, máy Sony hoặc là máy bất kỳ nào khác mà nó không ở trong cái mục này thì các bạn có thể vào cái mục tìm kiếm này. Đó. Và chúng ta sẽ gõ chữ DNS vào đây. Đó. Thì nó sẽ ra các cái mục mà liên quan đến DNS và các bạn sẽ chọn vào cái mục là DNS riêng. Đó. Thì nó sẽ ra cái chỗ mà tương tự như cách chúng ta đã làm theo cái cách vào thủ công từng bước. Rồi, sau khi bật cái này lên thì nó sẽ chặn được quảng cáo như thế này. Riêng cái dns.adword.com này thì nó sẽ không chặn được quảng cáo ở trên YouTube mà nó sẽ chặn quảng cáo ở trên các cái trình duyệt web. Ví dụ như là ở đây mình sẽ vào trang đọc báo đi. Rồi. Mình sẽ tải lại trang này nhé. Đó. Thì những cái mục quảng cáo ở khu vực này này. Đấy, nó sẽ thành hình màu trắng. Đây, ở đây nó cũng sẽ có một cái quảng cáo. Đấy, nó sẽ mất đi. Đó. Tức là những cái quảng cáo mà được chèn vào trong cái trình duyệt web sẽ không hiển thị. Và các cái ứng dụng game. Ví dụ như là ứng dụng game hoặc là ứng dụng app ở trên điện thoại thì nó cũng sẽ không có quảng cáo nữa, kiểu như thế này. Đây là một cái ứng dụng quản lý file này. Đó. Thì nếu mà mình bật lên thì nó sẽ không hiện các cả quảng cáo bật lên. Cái này thì nó đang khởi động nhé. Đó. Đó. Nó sẽ không hiển thị các quảng cáo bật lên nữa và chúng ta sử dụng bình thường. Hai là ví dụ như cái ứng dụng này. Mình sẽ đây, ứng dụng này bình thường nó rất nhiều quảng cáo này. Đó, thì nó cũng không có quảng cáo. Bây giờ thì để xem quảng cáo nó như thế nào. Thì mình sẽ tắt cái DNS riêng đi. Và bật lên cho các bạn xem nó quảng cáo như nào nhé. Chúng ta sẽ lại vào mạng internet vào mục này và tắt nó đi. Sau đó ấn lưu. Rồi mình sẽ xóa tất cả các ứng dụng đi. Sau đó thì mình sẽ vào lại đầu tiên sẽ là trang web dân trí nhé.
mình sẽ tải lại trang này. Đó. Thì các bạn thấy này, cái mục trên cùng này, nó đã có một cái mục quảng cáo và nó đang hiển thị là hãy hỏi ý kiến cha mẹ của bạn này. Đó. Bởi vì cái máy đây, đây chỗ này cũng là quảng cáo này, nó sẽ hiện là hãy hỏi ý kiến cha mẹ của bạn, bởi vì cái máy này đang được cài là cho trẻ em dùng, đâm ra là tất cả những cái quảng cáo ở trên web này nó sẽ hiển thị là hãy hỏi ý kiến cha mẹ của bạn. Đây, chỗ này cũng là quảng cáo này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với lại cái ứng dụng, ví dụ là cái ứng dụng này đi. Đây, mình sẽ tắt nó đi nhá, bật lại cái ứng dụng đấy. Đó, thì các bạn có thể thấy rõ ràng đây là nó một cái quảng cáo nó bật lên này. Đấy, thấy chưa? Và chúng ta phải ấn và tiếp tục này thì để bỏ qua quảng cáo. Và bên dưới này nó sẽ hiện cái quảng cáo của Bigo này lên ở bên dưới này. Đó, bây giờ mình sẽ tắt cái ứng dụng này đi. Và cái ứng dụng quản lý file này đi. Đấy, nó cũng hiện quảng cáo lên. Và chúng ta phải ấn vào đây để bỏ qua quảng cáo đó. Thì khi mà các bạn bật cái DNS riêng lên, mình sẽ bật lại một lần nữa nhé. Đây, bật cái DNS riêng lên, ấn lưu và thoát ra. Bây giờ thì mình sẽ vào lại cái hai cái ứng dụng kia. Đó, nó không có quảng cáo ở bên dưới này, nó cũng không có cái quảng cáo của Bigo. Đây là một này, cái ứng dụng thứ hai đó là cái quản lý file. Cái ứng dụng này thì nó khởi động hơi lâu một chút, đó. Nó chỉ hiện lên cái quảng cáo của ứng dụng là nó giới thiệu mua cái phiên bản cao cấp thôi, chứ nó không hiện lên cái quảng cáo tràn màn hình như lúc đầu nữa. Đó. Về các cái mà DNS riêng ấy thì mình cũng có một vài video, thì ngoài cái DNS riêng của bên này. Đây, thì cũng có một bên một số bên họ cũng cung cấp những cái đường link này. Ví dụ như bên Next DNS thì chúng ta phải lập tài khoản thì họ mới cấp cho chúng ta một cái, hay là bên ABVN của Việt Nam cũng có. Cái này thì nó chỉ là một trong những bên cung cấp cái dịch vụ chặn quảng cáo qua DNS thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.